Đi dọn rác. Đây là lần đầu tiên mà mình xuống một nơi mà nhiều rác đến thế nên là cũng có một chút hơi lo lắng ấy. Nhưng mà mình thấy là trước đấy Sài Gòn Xanh đã làm rất là nhiều những điều ý nghĩa và đã dọn những bãi rác còn khổng lồ hơn nhiều, nên là khi mà nghĩ đến việc đấy thì giờ chả là gì cả. Cố lên thôi, cái này đúng sợ luôn mọi người. Ở đây buổi tối mà cái tay này mà nó ở đây đúng sợ luôn á. Một chiếc kim tiêm. Nhưng mà thực ra là khi mà hôm nay bản thân bóng ở đây thì mình nghĩ là khi mà đi nhặt rác thì cũng có những lỗi nguy hiểm, nhưng mà cũng sẽ có cả đội thì mọi người đã đều bảo vệ rất là kỹ càng, khi mà mặc bộ đồ bảo hộ này rất là dày này. Găng tay thì chúng mình cũng đeo tới 3 lớp cơ, thế nên là sẽ hạn chế được cái việc là chúng mình sẽ gặp những nguy hiểm ấy. Nhưng mà cũng sẽ thấy được những cái sự khó khăn và vất vả của mọi người khi mà đi nhặt rác ở dưới những con mương và con kênh như thế này. Để an toàn, để ví dụ các cô lao công hoặc là mọi người khi mà lọc rác tiếp theo thì chúng mình sẽ cất vào trong một cái chai như thế này và đậy nắp lại. Yên tâm là bây giờ mọi người yên tâm là không bị muỗi đốt nữa nhá. Thường thì một buổi dọn như này thì mọi người sẽ dọn, ui con ếch. Mình từ một buổi dọn nên mọi người sẽ dọn được bao tầm khoảng bao nhiêu lâu á? Nhanh thì tầm 3 tiếng. 3 tiếng? 4 tiếng. 4 tiếng hả chị? Nhưng mà ví dụ có những em thấy là có những bãi rác mà siêu khổng lồ như vậy thì mọi người sẽ mất bao lâu để có thể dọn hết được ạ? Cũng tầm đó thì mất nhiều người hơn. Nếu vậy thì sẽ tới buổi chiều luôn. Hạn chế nhất có thể việc là ăn những đồ dùng một lần để hạn chế được việc là mình thải. Nãy giờ mình nhặt này nguyên một bao chỉ toàn là các loại vỏ hộp dùng một lần thôi. Chục đống hả chị? Thật á? Ui! Cho con ếch ở cạnh con ông xe nữa. Có một điều mà mình thấy rất là đặc biệt ở Sài Gòn Xanh, đấy là mình cứ nghĩ là nhặt rác không thôi, nhưng mà không, khi mà nhặt rác thì ở đây mọi người sẽ phân loại rác luôn. Là có những loại là nếu như mà là vỏ chai nhựa thì sẽ được phân loại ra riêng, những loại nào mà liên quan đến thực vật thì cũng phân loại ra riêng, để khi mà rác về thì cũng sẽ có thể thì hạn chế và cũng như là tiết kiệm được thời gian cho việc lọc rác sau này. Tôi thấy khá là hạnh phúc khi mình làm được chút điều nhỏ bé nào đó đến với mẹ thiên nhiên. Mình hứa là mình sẽ không bao giờ xả rác bừa bãi. Mình hứa. Ta là vậy là team chúng mình đã hoàn thành xong rồi. Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì hôm nay đã cho mình được đồng hành cùng Sài Gòn Xanh nha, và có thể đóng góp một chút điều nhỏ nhỏ ý nghĩa nào đó đến với mẹ trái đất.